Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Đây là tượng Long Quy đá Mã Não. Tác phẩm có kích thước dài 20, rộng 10, cao 7 cm. Khối lượng 1,1 kg, được tạc thủ công từ đá Mã Não tự nhiên nguyên khối, chạm trổ tỉ mỉ sắc nét. Theo truyền thuyết phong thủy thì Long Quy là một con vật huyền thoại, kết hợp hai đặc điểm của loài rồng và loài rùa. Phần thân là mình rùa, đầu là rồng nên có tên gọi khác là rùa đầu rồng trong tứ linh, có long và quy, vậy nên tượng long quy đá mã não càng được tôn sùng và mang ý nghĩa trấn trạch, bảo vệ bình an. Tượng long quy tạc từ đá mã não tự nhiên có năng lượng mạnh, chất đá trong, giúp cho gia chủ cản đi các dòng từ trường xấu, thu hút vận khí tốt. Theo quan niệm từ xa xưa, ở long, rồng, có sự mạnh mẽ, can đảm, không trùng bước trước khó khăn, sóng gió, chấp nhận đương đầu với thử thách để bước đến đỉnh cao của sự nghiệp. Trong khi đó, ở quy, rùa lại biểu hiện cho sự chắc chắn, tỉ mỉ, kiên nhẫn của những người làm việc lớn. Khi hai linh vật kết hợp lại với nhau đã tạo nên một loại tượng có thể giúp gia chủ phát triển mạnh mẽ về tài lộc, thu hút vượng khí, thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp, hỗ trợ rất tốt cho những gia chủ có kinh doanh làm ăn. Để biết thêm thông tin về giá sản phẩm, quý anh chị vui lòng truy cập link về website Ngọc Thạch Thảo bên dưới phần mô tả.